Nếu như cục này là gỗ sưa ấy thì có 10 cân nhân với 10 triệu là 100 triệu cục này đấy anh ạ. Đây là cục gỗ từ cụ Kỳ để lại, anh làm thợ 20 năm rồi. Yeah. Chú xem anh cục này là cục gỗ gì. À, có nghĩa là anh làm 20 năm rồi nhưng mà không biết là cục này gỗ gì, từ cụ Kỳ để lại đúng không anh? Được rồi. Em nhìn thấy trong đống gỗ này nhà anh pha nhiều hàng thế nhỉ, mà cục này không biết là gỗ gì à? Cầm lên thì cũng khá là nặng đấy. Nhưng mà bây giờ thì em nhìn qua này thì em cũng chưa đoán được đây là gì, bởi vì là nhìn bên ngoài này. Đấy, nhìn bên ngoài thì nó có cả đất cát bùn này, thì khả năng cục này nó ngâm dưới nước hoặc là để dưới nước nó rất là lâu, hay là nó để ngoài trời đấy, nó nhiều, nó bụi bặm này rất lâu. Thì bây giờ anh cho em thử tạc ra nhá, thì em biết được anh nhá. Rồi rồi, đây em sẽ thử tạc ra xem là cái cây gỗ là như thế nào. Đây. Bây giờ khi tạc ra thì nó rất là đanh anh em ạ, chất gỗ rất là đanh. Đây. Và chất gỗ bên trong thì nó lại có cái màu đỏ mận chín như này anh ạ. Đấy, bên ngoài rất là đen và tom gỗ đây. Anh nghe tiếng kêu không? Thực sự rất là đanh luôn. Và cái tom gỗ này thì cũng khá là mịn. Thì em nhìn sơ qua như này, cái chất gỗ như này thì em cũng đang phân vân là những cái dòng gỗ thuộc họ Đậu, như là gỗ chắc, gỗ cẩm, gỗ hương hay gỗ sưa đều là những cây gỗ thuộc họ Đậu. Nhưng mà cái phần tom gỗ cái màu hồng như này thì em thiên về đó là dòng gỗ, một là chắc đỏ, hai là gỗ hương hơn. Nếu như mà là gỗ cẩm thì ở trong cái đường vân này nó sẽ có những cái đường vân kẻ chỉ đấy, thì mình sẽ phân biệt được ngay. Còn những dòng gỗ sưa thì nó có phải có những cái đường vân vàng đấy, nó đan xen lẫn nhau, hoặc vân tím. Bây giờ xem mùi nó như nào này. Cái mùi này thì thực sự ra là cũng không được rõ lắm anh ạ, nó chỉ có hơi mùi thơm nhẹ thôi. Để em thử tạc chỗ khác nhá. Đây, chỗ này nó đen hơn, để xem tạc chỗ khác xem nó là gì nào. Rồi anh ơi, sau khi tạc sâu vào như này thì em cũng đã biết đây là gỗ gì rồi. Và nếu như mà đây là dòng gỗ chắc ấy thì nó sẽ phải có những cái đường vân chỉ nó rõ nét hơn. Còn cái loại này đây thì em đã kết luận đây là một cái dòng gỗ hương anh ạ. Đấy, loại này thì là gỗ hương của Lào. Loại này bao nhiêu tiền cân? Cái loại gỗ hương của Lào bây giờ thì những cái phôi mà gỗ nhỏ như này, đầu bổng như này thì hàng này người ta gọi là hàng đe, người ta xẻ ra thành những từng phên nhỏ như này. Thì những cái loại như này bây giờ nó khoảng tầm độ hơn 100 một cân. Đấy, thì cục này của anh em xem này, cục này của anh chắc là khoảng tầm độ gần chục cân thôi. Thì tính ra nó chỉ có hơn triệu anh ạ. Ok, anh cảm ơn chú. Vâng, thế ok anh nhá. Được. Thì có gì mà nếu như mà có vấn đề gì về gỗ thì cứ bảo em sẽ giúp anh nhá.